Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 23 tháng 10. Như thường lệ, bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát thực tế về những giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Huyện Quế Châu tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành phố Hưng Yên chưa 1.000 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp chưa được xử lý. Doanh nghiệp tư nhân cung cấp điện gây khó khăn thực hiện kế hoạch 93A. Thôn Lương Xá làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, hai đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ quan đơn vị nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chủ trương giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI. Đoàn khảo sát số 1 do Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát thực tế tại thị xã Mỹ Hào, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Từ năm 2016 đến năm 2018, thị xã Mỹ Hào đã thu hút được 73 doanh nghiệp với diện tích trên 304 ha đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã hình thành 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 100 ha, định hướng đến năm 2030, thị xã Mỹ Hào sẽ có 7 cụm công nghiệp. Để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực chủ động rà soát và cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian chi phí thực hiện cải cách hành chính, duy trì tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và thực hiện công vụ, tích cực đôn đốc hỗ trợ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp để tiếp nhận các dự án đầu tư mới. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản về nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Tại các buổi làm việc, đoàn khảo sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị bổ sung báo cáo và trao đổi làm rõ về những nội dung về việc triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Việc công khai quy hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, quá trình xây dựng và phát triển khu cụm công nghiệp và tiếp nhận các dự án vào đầu tư. Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 2 đã khảo sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và huyện Yên Mỹ. Qua giám sát cho thấy, các dự án đầu tư chậm do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, dự án thỏa thuận đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với người bị thu hồi đất, đơn giá đất có khoảng cách xa so với thực tế, công tác tuyên truyền vận động về dự án lại yếu, chưa được sự đồng thuận của nhân dân. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc ở hai điểm như liên quan đến quyền thừa kế khi các đương sự đang không có mặt tại địa phương. Hồ sơ đất sau đo đạc dồn thừa đổi ruộng có mua đi bán lại nhưng thiếu các điều kiện pháp lý. Giám sát thực hiện giải quyết thủ tục hành chính còn chưa sát sao, hồ sơ vướng mắc hướng dẫn chưa kịp thời. Nhiều nhà đầu tư thuê đơn vị tư vấn thiết kế thiếu năng lực, hồ sơ phải trả lại nhiều lần. Sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương chủ dự án còn chưa gắn kết. Quy hoạch phân khu ở nhiều địa phương còn thiếu, lực lượng cán bộ thực thi nhiệm vụ còn mỏng và chưa còn đáp ứng về năng lực trình độ. Để thực hiện tốt 10 chỉ tiêu đánh giá PCI, các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện tốt chính phủ điện tử, đảm bảo minh bạch khi trình phê duyệt hồ sơ dự án. Trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành cả ngày thảo luận tại hội trường về Bộ luật Lao động sửa đổi. Giảm giờ làm thêm và tăng tuổi nghỉ hưu là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm thảo luận của các đại biểu Quốc hội, nhất trí với phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng việc này cần có tầm nhìn dài hạn và lộ trình phù hợp với tính chất, loại hình lao động, đặc thù với mỗi ngành nghề lĩnh vực. Đại biểu Mai đề xuất lộ trình này nên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Về đề xuất giảm giờ làm việc bình thường từ 48 giờ xuống 44 giờ một tuần, đại biểu của tỉnh Hưng Yên cho rằng điều này chưa phù hợp với thực tiễn ở nước ta.
Giảm giờ làm là một xu hướng có tác động tích cực đến sự phát triển của lực lượng sản xuất. Thời giờ làm việc kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xáo trộn nhịp sinh học, cuộc sống gia đình, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng, sức khỏe và hiệu suất công việc của người lao động. Đây cũng là những yếu tố dẫn đến xung đột trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc giảm thời gian làm việc bình thường xuống 44 giờ trong tuần thay vì 48 giờ trên một tuần chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay vẫn đang ở thứ hạng thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam năm 2018 đạt 11.142 đô la Mỹ, chỉ bằng 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan và 55,9% của Philippines. Trong khi đó, những quốc gia như Thái Lan, Philippines, Malaysia vẫn đang duy trì giờ làm việc tiêu chuẩn là 48 giờ trong một tuần. Trước thực tế đó, nếu cắt giảm thời giờ làm việc bình thường, các doanh nghiệp sẽ phải bố trí thêm giờ làm hoặc tuyển dụng thêm nhân lực để bù đắp cho phần sản lượng giảm đi. Do đó, chi phí của sản xuất và nhân công sẽ tăng, kéo theo giá thành sản xuất của sản phẩm cũng tăng. Các doanh nghiệp nếu không chịu được áp lực sẽ phải thu hẹp sản xuất. Các doanh nghiệp FDI sẽ chuyển sang các nước khác có chi phí nhân công cạnh tranh hơn. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường lao động Việt Nam, nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Do đó, tôi nhất trí với quy định của dự thảo bộ luật là thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Ngày 22 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật và an toàn giao thông đường bộ năm 2019. Sự hội thi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia hội thi có 150 thí sinh thuộc 10 đội tuyển đến từ Hội Nông dân các huyện thị thành hội. Với hình thức sân khấu hóa, các đội tham gia tranh tài qua 4 phần thi như bàn chào hỏi, hỏi đáp về pháp luật, tiểu phẩm và phần thi năng khiếu. Nội dung liên quan đến luật an toàn giao thông đường bộ, luật đất đai, luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới. Thông qua hội thi, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên nông dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác hòa giải cơ sở, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Hội Nông dân thành phố Hưng Yên, hai giải nhì thuộc về Hội Nông dân huyện Văn Lâm và Yên Mỹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh và ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phấn đấu góp phần giảm bội chi. Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có trên 956.000 lượt người khám bệnh bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế chi trả tổng số tiền gần 630 tỷ đồng, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên vẫn vượt 72 tỷ đồng so với dự toán được giao năm 2019, đứng thứ 23 toàn quốc. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh tình trạng chi phí tăng cao và vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thường xuyên tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế và bệnh nhân điều trị nội trú ngoài giờ hành chính, qua phát hiện nhiều chi phí bất hợp lý và đã từ chối thanh toán với số tiền hàng tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân địa phương, đến nay các xã ở huyện Khoái Châu đã hoàn thành về đích mục tiêu xây dựng nông thôn mới và tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Mặc dù xuất phát điểm khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới không cao, nhưng với sự nỗ lực đồng lòng của người dân và chính quyền các xã ở huyện Khoái Châu đã nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Xác định nâng cao mức thu nhập cho người dân là mục tiêu trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Huyện Khoái Châu đặc biệt chú trọng khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai, đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, bước đầu hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả chuyên canh tập trung như vùng cây ăn quả chất lượng cao với diện tích gần 4.000 ha, nhãn 1.600 ha, sản lượng 10.000 tấn một năm, vùng chuối 910 ha, sản lượng 40.000 tấn một năm, các vùng cây ăn quả như cam bưởi quất giá trị 1.000 tỷ đồng một năm, các vùng chăn nuôi gia súc tập trung, vùng nuôi thủy sản đều cho giá trị cao.
các tổ hợp tác xã liên kết cây trồng vật nuôi đều phát triển mạnh. Vì vậy, giá trị canh tác toàn huyện đạt 195 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 63,7 triệu đồng một người trên năm, tăng gấp 2,45 lần so với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,89%. Để có được kết quả này, Ban chỉ đạo huyện cũng trực tiếp làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể và đưa phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực. Nhân dân tập trung hiến đất tham gia làm đường, trong đó đi đầu là các đảng viên gương mẫu. Xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi bám sát nghị quyết của chi bộ, các ban ngành đoàn thể vào cuộc vận động nhân dân, thì nhân dân rất là hưởng ứng cái phong trào đó, và trong cái công cuộc mà giải phóng các cái đường ngõ xóm thì và đường nội đồng thì nhân dân rất là phấn khởi, và có nhà đã hiến 20-30 phần đất để cho con đường nó đẹp. Là việc gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ sau thời gian ngắn, tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện Khoái Châu chuyển biến rõ nét. Đến tháng 7 năm 2019, huyện đã có 10 xã đạt tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, nâng tổng số lên 24 trên 24 xã về đích. Để tiếp tục cho cái việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thế rồi là cái nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay huyện cũng đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương. Thứ nhất là huy động các cái nguồn lực tại địa phương để làm sao tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng cao các tiêu chí đáp ứng được theo các cái yêu cầu. Thời gian tới, huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục duy trì phong trào xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Khoái Châu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới và có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, không ai không biết đến hai vợ chồng ông bà Hoàng Văn Bánh và Đinh Thị Bé là những cá nhân tích cực tham gia đóng góp xã hội hóa, xây dựng quê hương. Đến nay, hai vợ chồng ông bà Hoàng Văn Bánh và Đinh Thị Bé cũng không nhớ rõ gia đình mình đã ủng hộ đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, số kinh phí là bao nhiêu. Chỉ biết rằng, mỗi khi địa phương huy động sự đóng góp của nhân dân để làm đường giao thông, tu sửa, trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn, ông bà đều tích cực tham gia. Không chỉ vậy, ông bà còn vận động con trai Hoàng Văn Oánh đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Điện Biên đóng góp xây dựng quê hương, trung bình từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình còn tài trợ 100% kinh phí đầu tư làm mới hơn 400 mét đường thôn xóm với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Trong lúc làm, gia đình rất là nhiệt tình, động viên hàng xóm láng giềng cùng nhau để làm sao mình giám sát cái công trình, làm sao cho nó đảm bảo. Sau khi coi thi công, được cái nhân dân rồi cán bộ nhân dân địa phương đánh giá gia đình rất là tuyệt vời trong cái việc coi xây dựng nông thôn mới. Do chưa vào cuộc thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên đến nay thành phố Hưng Yên vẫn còn trên 1.100 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Thời điểm hiện tại, thành phố Hưng Yên mới giải tỏa được trên 90 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Hiện vẫn còn trên 1.100 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà xưởng, nhà ở và chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp. Tập trung nhiều tại phường Lam Sơn 179 trường hợp, xã Liên Phương 65 trường hợp, xã Bảo Khê 282 trường hợp, Hồng Nam 57 trường hợp. Sở dĩ kết quả thực hiện đạt thấp là do trong thời gian dài như vậy, nhưng thành phố mới dừng lại ở việc tuyên truyền vận động mà chưa tiến hành cưỡng chế trường hợp vi phạm nào. Thưa quý vị và các bạn, để giải tỏa công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chi nhánh điện cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp bằng cách không cung cấp điện cho các nhà xưởng xây dựng trái phép. Tuy nhiên, tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, một số hộ có nhà xưởng sản xuất, sau khi hoàn thành hợp đồng mua điện của doanh nghiệp tư nhân, lại tiếp tục có hành vi cơi nới, xây dựng nhà xưởng vi phạm. Hiện nay, nguồn điện cung cấp cho các hộ sản xuất tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, ngoài do Điện lực Hưng Yên bán ra, có khoảng 200 hộ mua điện của doanh nghiệp tư nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất nhựa Ngọc Lý.
nguồn điện được doanh nghiệp mua của Điện lực Hưng Yên để bán lại cho các hộ có nhà xưởng sản xuất. Do cam kết là chỉ cung cấp điện cho những đơn vị không có nhà xưởng xây dựng trái phép, nên xuất hiện tình trạng sau khi hoàn thành hợp đồng mua điện, các vi phạm về xây dựng nhà xưởng trái phép mới diễn ra. Trong quá trình cấp điện thì chúng tôi căn cứ đủ điều kiện đối với các hộ thì chúng tôi sẽ cấp điện theo cái lộ trình và theo cái hợp tác của 319 và công ty quản lý. Thế còn đối với những cái hộ mà lấn chiếm sau này, những cái hộ đủ điều kiện rồi, chúng tôi cấp điện rồi mà người ta lấn chiếm ra hành lang vỉa hè thì cái này không thuộc quyền quản lý của công ty điện của chúng tôi. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn và giải tỏa nhà xưởng xây dựng trái phép. Dù doanh nghiệp cam kết không cung cấp bán điện cho nhà xưởng xây dựng trái phép, nhưng thực tế hoàn toàn khác, nhiều nhà xưởng xây dựng lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông vẫn được công ty cung cấp điện. Bán điện cho hộ mà tư nhân để mà kinh doanh ngành điện thì cái này là nó bất cập, là đối với chính quyền địa phương là rất khó xử lý trong cái trường hợp này. Đấy, mà cái này phải là ngành điện là trực tiếp để vấn đề hợp đồng về theo quy định. Những cái trường hợp mà vi phạm thì đề nghị là ngành điện phải cắt. Rõ ràng, dù đơn vị bán điện đến đầu hộ có nhà xưởng sản xuất là chi nhánh điện hay doanh nghiệp tư nhân thì đều phải cùng vào cuộc thực hiện chủ trương lớn của tỉnh để ngăn chặn giải tỏa công trình xây dựng trái phép, trong đó có các nhà xưởng xây dựng lấn chiếm theo kế hoạch 93A, nhằm lập lại trật tự trong quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trẻ trung, năng động và luôn tìm tòi sáng tạo trong cách dạy, đó là cô giáo Nguyễn Thị Uyên tại trường trung học cơ sở xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào. Bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề, cô đã đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp chồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Uyên tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2003 với chuyên ngành văn học. Ngay trong năm đó, cô chọn trường trung học cơ sở xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào làm nơi bắt đầu. Sau gần 14 năm công tác tại trường, đầu năm 2016, cô xin chuyển về trường trung học cơ sở xã Cẩm Xá giảng dạy. Tại ngôi trường mới, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các em học sinh quý mến. Không chỉ công tác tốt, trong các tiết học của mình, cô luôn đổi mới cách giảng dạy cũng như nắm bắt từng em học sinh để giúp các em hiểu bài và thích thú hơn về môn ngữ văn. Được công tác tại trường trung học cơ sở Cẩm Xá với tôi là một điều hết sức may mắn, vì ở đây tôi đã được đón nhận sự quan tâm, sự chia sẻ và giúp đỡ của đồng chí đồng nghiệp. Trong các cái tiết giảng thì tôi luôn cố gắng vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để phù hợp với từng đối tượng học sinh, để tạo nên cái sự cuốn hút cũng như là hấp dẫn với các em, làm sao ở trong mỗi cái bài giảng của mình cảm thấy hứng thú. Tại đây, môi trường giảng dạy đã tiếp thêm sức mạnh để cô nỗ lực thi đua dạy tốt, dành trọn vẹn tình yêu với nghề và truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Ngoài không ngừng tự học hỏi trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cô cũng luôn tìm tòi những sáng kiến mới trong cách giảng dạy của mình. Trong đó, cô có sáng kiến sử dụng sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học môn ngữ văn lớp 9 đã giúp nhiều em học sinh cảm thấy yêu thích môn học hơn. Nhiều em học yếu cũng có thể nắm bắt được từng bài giảng của cô. Em được học văn của cô Nguyễn Thị Uyên, cô giảng dạy rất là dễ hiểu và đưa em vào một bài giảng rất là cuốn hút. Qua đó là em được rèn thêm về kỹ năng viết cũng như là nói và được tham gia những cuộc thi và nhờ cách ôn luyện của cô thì em được đạt rất nhiều giải cao trong các cuộc thi. Với đam mê nhiệt huyết, trách nhiệm trong dạy và học, nghiêm túc trong công việc, nhiều năm liền cô đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt năm học 2018-2019, cô được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận sáng kiến, sử dụng sơ đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy môn ngữ văn lớp 9 và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 khen tặng. Khu dân cư Lương Xá là thôn đầu tiên của xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, được tỉnh công nhận làng văn hóa từ năm 1995. Để đạt được kết quả chung đó, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được người dân chú trọng.
Tính đến nay, trên địa bàn thôn Lương Xá có gần 80 hộ chăn nuôi đầu tư kinh phí xây dựng hầm bioga, góp phần xử lý chất thải chăn nuôi, giúp người dân tận dụng khí thải làm chất đốt. Để hạn chế lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ trên địa bàn còn tuyên truyền vận động hơn 70 hộ gia đình thực hiện phân loại và xử lý rác ngay tại hộ gia đình. Thôn đã thành lập tổ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải định kỳ vào chủ nhật hàng tuần. Nhờ đó, không còn xuất hiện tình trạng tồn đọng rác trong thôn xóm, đường làng luôn được sạch sẽ. Đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh môi trường vào ngày 15 hàng tháng và trồng hoa trên đường làng ngõ xóm, góp phần làm đẹp diện mạo quê hương. Đã 7 năm, luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực, song hiệu quả dường như rất khiêm tốn. Thuốc lá vẫn có mặt ở rất nhiều địa điểm cấm hút thuốc. Cơ sở y tế, nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Thế nhưng, những hình ảnh như thế này không phải là hiếm tại các bệnh viện. Người hút thuốc vẫn vô tư thả khói tại căng tin bệnh viện, hành lang chờ, trong sân và nhiều nơi khác. Các địa điểm công cộng khác có biển cấm hút thuốc lá, nhưng tình trạng hút thuốc cũng vẫn rất phổ biến. Hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng tới 300.000 đồng. Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với người bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. Chế tài có, nhưng lực lượng thanh kiểm tra và xử lý thì quá ít ỏi, nên luật cấm thì cứ cấm, mà người hút thì vẫn cứ hút. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.